Rồi, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Thì cũng như đoạn giới thiệu ban đầu thì các bạn thấy là hôm nay mình sẽ nói về vấn đề gì nữa ha. Rồi, thì như các bạn cũng đã biết á, thì các bạn mà làm YouTuber, làm vlog thì mà hay đi ra ngoài trời quay các cái cảnh mà liên quan đến du lịch nè, các liên quan review các cái cuộc sống mà bên ngoài ha. Thì cái lúc trước á, mình cũng hay đi làm, thì thường thường mình hay tiện là mình cầm điện thoại hoặc là cầm các cái loại mà Google cỡ nhỏ đó, thì nó rất là gọn, mình có thể bỏ trong túi và khi có cái sự kiện gì đó thì mình sẽ lấy ra mình quay đó. Nhưng mà thì lúc trước thì mình cũng không cần gì vấn đề gì nhiều để mình có thể mang theo. Nhưng mà sau một thời gian mình làm khoảng tầm 3 đến 6 tháng này thì mình cần phải là nâng cấp lên, thì vấn đề là mình phải dùng cái thiết bị lớn hơn là các cái máy ảnh ha, các cái máy quay đó, rồi các cái phụ kiện đi kèm. Tại vì mình đi quay bên ngoài thì cái thời gian quay rất là lâu, có thể mình đi một ngày hoặc có thể là đi lâu hơn ha, ngày thứ hai ngày ba đó, rồi mình về mình sẽ biên tập sau, thì mình phải cần các cái phụ kiện đi kèm đó, các phụ kiện đi kèm để hỗ trợ trong quá trình mình đi quay quay vlog đấy. Thì cái cần thiết của mình cần là phải có một cái gì để chứa nó, phải đựng nó và gói gọn trong một cái túi đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là cái ba lô ha. Đó, đây là một cái ba lô. Thì mình cũng đã xem rất là nhiều anh em đã review, thì mình cũng thấy cái ba lô này rất là hữu ích và nó chứa rất là nhiều đồ, mà cũng là cái sự bố trí rất là khoa học ở trong cái ba lô này. Thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn ha. Đó, thì các bạn cũng thấy rất là nhiều đồ đạc ha. Đó, thì các bạn thấy không, mình rất là nhiều đồ thì mình cần phải có một cái ba lô phải chứa, thì cái ba lô này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong quá trình đi ra ngoài ha, làm vlog. Đây, thì hôm nay mình sẽ review chi tiết cái những cái vấn đề bên trong của cái ba lô này, làm sao mà để thuyết phục mình chọn cái ba lô này sử dụng trong quá trình làm vlog của mình ha. Rồi, đây là cái ba lô. Thì cái ba lô này cũng giống như ba ba lô khác, nhưng mà bên ngoài bạn thấy cái vỏ, cái bề mặt là làm cái vải cô tông ha. Đó, rất chắc chắn, màu xám ha. Đấy. Trên đây có cái chữ National Geographic ha. Này là NRI 5070 ha. Thì cái mẫu 5070 này có giá khoảng tầm 950 tới 1 triệu ha. Đây là một cái giá cũng phải chăng cho anh em đầu tư ha. Rất là, theo mình thì nó là ba lô rẻ bình dân cho anh em đầu tư. Đó, thì cái bên trong của cái này sẽ có là, đây mình thấy không, cái ngăn này. Đó, nó sẽ có một ngăn, hai ngăn chứa chính ha. Cái bố trí của cái ba lô này rất là hay, đó là cái ngăn chứa chính nó sẽ có hai ngăn, ngăn trên và ngăn dưới ha. Thì cái ngăn dưới nó rất là làm nè, các bạn thấy rất là thông minh ha, khoa học ha. Thì nó sẽ có là các cái ngăn phân ra riêng ha, cho anh em để mà anh em chứa, ví dụ giống như là cái máy ảnh ha, thì mình có thể là chứa cái máy ảnh này ha. Đó, mình thấy không, để vào ha. Rồi, cái lèm bỏ vào ha. Rồi, còn tiếp nữa thì các bạn bỏ một cái máy ảnh nhỏ ha. Rồi, đây các bạn bỏ cái nhiều cái cần này, các bạn bỏ cái telephone vào đây ha. Rồi, các cái thiết bị nhỏ ha.
đấy, các cái hộp phụ kiện ha, bỏ đây ha. Đó. Rồi ví dụ đó là cái ngăn chính ha, ngăn chính là mình bỏ một các cái máy ảnh ha, các cái máy ảnh cỡ lớn. Rồi đấy, còn bên trên này ha, rồi cái ngăn chứa chính ha, các bạn thấy không, cái ngăn chứa chính của mình này, nó cũng phân ra các cái ngăn nhỏ cho các bạn bỏ các cái máy ảnh vào trong ha. Thì cái ngăn chứa chính thì mình sẽ bỏ các cái máy ảnh vào ha. Rồi bên hông thì mình bỏ các cái len ha. Rồi bỏ cái mic vào ha. Đó, một cái máy ảnh nhỏ ha. Rồi các cái phụ kiện như thẻ nhớ rồi pin mình để trong cái hộp ha, một cái mấy cái len nhỏ mình bỏ trong hộp. Rồi coi như đây là cái ngăn lớn mình chứa các cái máy ảnh và các cái công dụng cụ lớn ha. Rồi ok các bạn. Rồi cái ngăn bên trên ha, ngăn lớn bên trên thì các bạn để ý ha, thì cái này các mình để các cái chân, các cái tripod nó. Đây là mình chuẩn bị cho một cái chuyến đi xa ha, một chuyến đi làm bên ngoài. Đấy, các cái tripod ha, các cái tripod, các cái chân trên ba Google ha. Rồi đấy, hoặc là có các cái chống rung ha, cái gimbal ha, ở đây vẫn vừa, còn rất là rộng đó. Rồi thì cái này nếu mà các bạn có thể bỏ thêm 1-2 bộ áo quần đây cũng được, áo quần khô ha, một cái áo quần sạch ha khô đó. Đấy là hai ngăn chính của mình ha. Rồi các bạn thấy không, thì mình giới thiệu tiếp các cái ngăn bên ngoài ha. Đó là thì các bạn thấy không, cái ngăn bên ngoài, bên ngoài nó sẽ có rất là nhiều cái túi nhỏ cho các bạn đó. Có hai túi nhỏ, thì hai cái túi này các bạn có thể tùy thích các bạn bỏ ra các cái pin thẻ nhớ hay là các cái tai nghe. Đó, các thiết bị các bạn tùy thích ha. Rồi bên hông có hai túi hai bên. Thì cái này là trong cái lúc mình mua thì nó sẽ cấp cho mình một cái bổ sung cho mình cái bao chống mưa ha. Rồi mình trùm vào đây để mình đi bên ngoài mưa. Cái này vừa đủ cho cái ba lô ha. Đó. Thì mình không cần nên mình cất lại ha. Rồi thì các bạn để ý, khi mình mua ba lô thì các bạn nó sẽ tặng cho các bạn, là shop sẽ tặng cho các bạn một cái hộp đựng thẻ nhớ nữa ha, hộp đựng thẻ nhớ 3.000 ha. Rồi cái túi này phụ thêm thì các bạn để ý, các bạn đựng các cái thẻ xe ha, các cái thẻ xe hoặc cái vấn đề mà cái mình cần phải lấy ra bên ngoài ưu tiên hơn ha. Đó. Rồi. Còn cái ngăn sau, mà để cái ngăn sau ha. Sau này các bạn để laptop ha. Đấy, các bạn đi xa mà để laptop để các bạn biên tập video trong cái lúc mà mình không quay á, tối về mình có thể lấy kiểu mình có bị dữ liệu ha. Đấy, laptop. Rồi, rất là rộng ha. Đây là có một cái móc ha, để mình có thể đi cần phải treo ha. Đó, treo lên. Dù mình đi cắm trại gì, mình để dưới đất sợ gì bị ẩm ướt thì mình có cái móc mình treo lên ha. Đó. Rồi thì cái túi này cũng tiện là các bạn có thể để các cái chân đế chân quay á, cái loại chân quay lớn á đó. Đó thì mình cũng để trên màn hình cho bạn thấy ha, người ta cũng mô tả rất chi tiết cái sản phẩm cho các bạn đó. Các bạn bỏ cái chân quay này vào. Đó, cái loại mà chân quay mà loại bự á, loại lớn á, nó thì các bạn bỏ vào đây ha. Rồi các bạn cột lại thôi ha. Đấy.
cái quan trọng là cái ba lô này rất là bền, mình đã xài khoảng tầm 6 tháng rồi. Đấy, mình mua được 6 tháng rồi. Thì mình xài thì hôm nay mình khi qua quá trình mình trải nghiệm thì mình chia sẻ với bạn. Đó, đeo bên trong bên sau đó, nó là chắc chắn, êm ha, đeo. Rồi, thì với cái ba lô tầm giá này thì khoảng 900 tới 1 triệu thì giá cũng rất là dễ chịu ha, cho anh em. Cái quan trọng là của mình là cái độ bền ha. Đấy, thì mình thấy những cái nối của các cái chân này, cái dây đeo này rất là chắc chắn. Đó. Màu xám. Rồi thì cơ bản thì chỉ ba lô thì mình chỉ review sơ vậy thôi. Thì các bạn chi tiết các bạn có thể tham khảo, các bạn xem thêm trên các cái web liên quan ha. Cái hiệu của này là National Seorafit ha, NR5070. Đó, thì mình cũng đặt mua trên shop trên mạng thì giá khoảng tầm 9.950 ha, ship về đây chắc khoảng tầm 9.600 ha. Đó, thì anh em có thể trang bị để cho mình đảm bảo trong quá trình mình đi quay bên ngoài ha, mình đi quay này để có đủ các cái dụng cụ mình không phải quay về mình trang bị nữa. Đấy, thì khi mình đi ra ngoài mình chỉ cần xách cái ba lô này đi là đầy đủ rồi ha. Rồi, ok, chào bạn ha. Bye.